Hôm qua em đi chùa Hương, qua có còn mà hơi sương, cùng thầy mẹ vẫn đầu soi gương. Wow, thêm một thí sinh rất tự tin nữa bước ra sân khấu luôn. Dạ, em chào chị Trân. Em giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em tên là Trần Tấn Phúc. Đến với hội thi hôm nay em xin hát 8 câu Nam Ai và 2 câu vọng cổ 1-2 trích trong bài Em đi chùa Hương của tác giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu đó chị. Hồi trước đến giờ chị nghe cái bài này hình như là nữ ca không, mà chắc đây lần đầu tiên em ca hả? Dạ. Có gặp khó khăn gì không đây? Dạ cũng không khó khăn gì lắm mấy chị. Để xem thể hiện như thế nào, mời ban giám khảo và quý vị khán giả cùng đến với phần dự thi Em đi chùa Hương. Dạ. Từ bấy lâu nay người ta nói vật chất bạc tiền dễ kiếm, kiếm đâu ra một người con gái nết na hiền lành đức hạnh. Hay ha. Rồi ngọt. Tuy sống phồn quá mà không học thói xa. Hãy
thuyền trên bến đục để sáng mai này chảy hội chuông. Tàu xanh nên mặt nước trong xanh, dốc dáng kêu xa yếu điều nét trang này. Ta bỗng khát thèm hương vị của men cay giữa một chiều xuân khơi hồn trên sông nước. Mãi nhìn làm em thẹn quá đi thôi, giá đò bước xuống mạn thuyền soi bóng nước. Có phải là duyên xin Phật trời nhỏ phước cho sau này hai đứa được tròn duyên? Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Anh Việt anh ơi, em mò được rồi. Trúng rồi phải không? Em trúng được Duy Ngọc rồi. Trúng được Duy Ngọc rồi. Quý vị có cảm nhận rằng là phúc ca rất là tốt không quý vị? Nếu đã nói là một viên ngọc đó thì Ngọc Huyền lại càng khó khăn với viên ngọc này hơn. Chết chưa? Có những lúc đó, cái nào mình tiết chế, còn cái nào mình phải truyền đải cái tình cảm phải bung ra. Bị lép chữ không nói mà nghe bị mệt đó, em hiểu không? Yeah. Là mình cứ lúc nào mình cũng tiết chế vậy, cái mình làm cho người nghe bị hơi mệt. Thí dụ cái đoạn đầu em hát năm ai nè, em vô lối, em hò hay quá, đã nghe sướng quá, bắt đầu tới giọng cổ cái em bị tiết chế quá, là cái giọng của mình bị mờ và không ngọt. Em hát câu vọng cổ vừa rồi em có hài lòng với chính mình không? Dạ chưa. Vậy thì em nói vậy là được rồi. Để ý, khi mình đã là một viên ngọc thì mình phải chứng tỏ ngọc một viên sáng. Ngọc phải sáng đó. Ngọc này hơi mờ mờ hơn, không thể bị nứt mẻ hoặc là bị gì đó một dấu chấm vết thì chúng ta cũng có thể nói viên ngọc chưa được trau chuốt lắm. Dạ em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng. Đây là mới phát hiện ngọc thô, còn ngọc thô quá chị Hạnh mới phát hiện đây thôi Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Tấn Phúc. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Wow, 10 điểm. Dạ cảm ơn thầy. Trời ơi, điểm tối đa rồi, khó khăn cho chị Huyền quá. Xin mời chị Huyền. 10 điểm rưỡi. 10 điểm rưỡi. Đáng lý cũng được 10 rưỡi đó. Mà cao, tôi đang phê cái câu giọng cổ làm tôi bị khẩn lại. À đó, không có chiếu cố chút nữa. Nữa điểm. Cố gắng, cũng cố gắng lắm nhưng mà bị 10 thôi. 10 điểm. Dạ cảm ơn chị. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Cái tội trên phô đó thì thôi cũng được rồi, thôi bây giờ dày đi. Trời ơi, 10 điểm luôn. Quá, điểm tuyệt đối. Cảm ơn thí sinh đầu tiên cùng quý vị khán giả và ban nhạc. Xin cảm ơn tất cả. Một tràng pháo tay cho Tấn Phúc quý vị ơi.